thống nhất toàn. Nhà máy Z111 ra đời tháng 3 năm 1957 là một trong ba nhà máy được thành lập đầu tiên của ngành quân giới Việt Nam với nhiệm vụ ban đầu là sửa chữa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, nhà máy Z111 đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành nhà máy trọng điểm của ngành công nghiệp quốc phòng hiện nay. Sự phát triển và tự chủ sản xuất các loại vũ khí trang bị của nhà máy Z111 có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại. Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ kỹ sư, người lao động có tay nghề cao, nhà máy Z111 đã khẳng định được năng lực công nghệ sản xuất và sửa chữa nhiều loại súng bộ binh, từ súng ngắn đến súng đại liên như súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên PKMS, các loại trung liên RPD, RPK, súng AK các loại và súng ngắn K54, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Thời gian gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhà máy Z111 đã được đầu tư, triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và mở rộng sản xuất kinh tế. Trong đó trọng tâm là dự án đầu tư dây chuyền sản xuất súng bộ binh thế hệ mới. Trên cơ sở sản phẩm mục tiêu là súng Galway 31, Galway 32, nhà máy Z111 đã phối hợp cải tiến và sản xuất thành công các sản phẩm súng trường tấn công nhanh thế hệ mới STV-215 và STV-380 với những tính năng nổi trội, phù hợp và thuận lợi cho bộ đội ta sử dụng. Được sự quan tâm của Thủ trưởng cấp trên, những năm gần đây, nhà máy đã triển khai thực hiện được nhiều dự án đầu tư tăng năng lực sản xuất, đặc biệt là dự án đầu tư dây chuyền súng bộ binh thế hệ mới. Do vậy, năng lực sản xuất của nhà máy được nâng tầm rõ rệt. Với năng lực thiết bị hiện có, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhà máy Z111 sẽ tiếp tục vươn mình, khẳng định vị thế, xứng đáng là đơn vị đứng đầu về năng lực sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật cho quân đội. Cùng với sự phát triển các mặt hàng trong nước, thì nhà máy đã có chủ động tìm kiếm và ký kết được một số hợp đồng xuất khẩu. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song hoạt động sản xuất kinh tế của nhà máy vẫn duy trì với tốc độ tăng trưởng khá, bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện môi trường làm việc và đời sống của người lao động. Đây cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Để sản xuất ra một khẩu súng nói riêng và những sản phẩm quốc phòng kinh tế nói chung là cả một quy trình công nghệ có độ chính xác rất cao với vài chục khâu, chặng. Những người lính thợ Z111 không chỉ có trình độ, năng lực cao được thể hiện qua từng chi tiết sản phẩm mà còn phải có tình yêu, sự cần mẫn, cẩn trọng trong công việc, từ đó mới cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất. Nhà máy đã được đầu tư với cái đồng bộ hiện đại như dây chuyền như này, thế nên là trong thời gian vừa qua là chất lượng sản phẩm đã được khẳng định. Đơn vị đã áp dụng công nghệ 5S vào để cải thiện cái điều kiện sản xuất cho người lao động, tức là luôn luôn là sàng lọc, là sạch sẽ, và đơn vị có điều hòa, môi trường luôn luôn sạch sẽ, cây cối xanh tươi, như thế là điều kiện cải thiện rất tốt. Kết hợp hiệu quả giữa sản xuất quốc phòng với kinh tế, qua từng năm, giá trị sản lượng hàng hóa, doanh thu, thu nhập của nhà máy Z111 không ngừng tăng lên. Trong 5 năm qua, tổng doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt trên 185 tỷ đồng, thu nhập bình quân năm 2022 dự kiến đạt 14,8 triệu đồng một người một tháng. Sự phát triển của nhà máy Z111 đã và đang góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.